khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. 3 năm hai đứa với Hải Băng, gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc sống này. 3 năm có thể làm một cô gái thay đổi thế nào? Với viên đá nhỏ Hải Băng, 2 năm đủ màu nhiệm để biến một cô gái độc thân vui tính thành một bà mẹ hạnh phúc của ba nhóc tì xinh đẹp. Sau 3 năm kể từ ngày đính hôn, từ một nữ ca sĩ được biết đến với vẻ ngoài gợi cảm, Hải Băng đã trở thành mẹ bầu nhưng không bí của ba nhóc tì khấu khỉnh đáng yêu hết nức. Cũng không ai sướng như cụ ca sĩ sinh năm 1988, bởi ngoài ba thiên thần xinh xắn, cô còn được ông xã cưng như trứng mỏng. Không chỉ yêu chiều mua cho vợ những kim cương gần 100 triệu, hay sắm túi xách hàng hiệu không cần nhìn giá, mà Thành Đạt còn không ngại sắm ngay cho bà xã Hải Băng xế hộp 7 chỗ mới tinh ngay sau khi cô sinh bé thứ ba. Mới đây cặp đôi còn đặc biệt ngày kỷ niệm về chung nhà với bộ ảnh đẹp lung linh. Đặc biệt, hình ảnh Hải Băng thon thả xinh xắn khiến hội mẹ bầu phải rần rần lên muốn hỏi ngay bí quyết để lấy lại vóc dáng sau khi sinh. So với thời son rỗi, cụ ngôi sao của Mây Trắng vẫn luyện tập rất chăm chỉ để nhanh về dáng. Mỗi ngày Hải Băng đều chú ý đến việc chăm sóc con cái và chăm sóc cho chính bản thân mình. Bởi với người đẹp, sinh bao nhiêu bé không quan trọng, quan trọng là bản thân có muốn đẹp hay không. Riêng về việc tập luyện để lấy lại vóc dáng, mẹ bỉm sữa ba con cũng có lời nhắn nhủ đến hội chị em. Chúng ta đừng để mất luôn những thứ đẹp đẽ mà mình có thể làm được. Liên tục vượt cạn 3 lần liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn cũng là một sự thử thách đối với một người mẹ trẻ. Nhưng thật may mắn với Hải Băng rằng cô đã được sự đồng hành của một người bạn, người chồng chưa cưới tuyệt vời. Dù hiện tại, Hải Băng và ông xã của cô, diễn viên Thành Đạt mới chỉ làm lễ đính hôn, nhưng nữ ca sĩ em giờ đây vẫn vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ thêm về những khoảnh khắc có nhau trong đời, nữ ca sĩ tâm sự, quan điểm của Băng là không cần đám cưới, nhưng hai người vẫn nắm tay nhau suốt cuộc đời, đó mới là điều quan trọng. Còn đám cưới xét cho cùng cũng chỉ là một mối quan hệ trên giấy tờ và hình thức. Có rất nhiều người cưới xong cũng hạnh phúc được một thời gian rồi lại chia tay. Nếu hôn nhân như thế thì đám cưới cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù chưa làm đám cưới nhưng cặp đôi Hải Băng Thành Đạt vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự đồng hành cùng nhau trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Về phần Thành Đạt, anh luôn cố gắng chiều theo những sở thích của vợ. Đầu mùa hè vừa qua, cả hai đã có một chuyến đào tẩu khỏi các con để tận hưởng một chuyến du lịch của riêng hai người. Tâm sự về người ông xã, Hải Băng cũng chia sẻ rất nhiều. Cô nói, anh Đạt cũng là người từng đổ vỡ hôn nhân một lần, nên cả anh ấy và Băng đều đồng ý làm đám cưới không quan trọng. Hai đứa ở làm sao thật hạnh phúc với nhau, sống vì con. Sau khi đính hôn và dành thời gian cho gia đình, Hải Băng cũng dần rút lui khỏi thế giới showbiz Việt mà dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng, bước ra khỏi ánh đèn lấp lánh của sân khấu để trở về cuộc sống êm đềm. Tuy có chút tiếc nuối khi một phần thanh xuân của cô là dành cho công chúng, phòng khán giả, nhưng gia đình nhỏ hiện tại yên bình như Hải Băng đang có lại là niềm hạnh phúc xứng đáng mà cô có được. Chẳng thế mà bà mẹ ba con Hải Băng mê mẩn với việc chăm chút các thiên thần nhỏ nhà mình và thường xuyên chia sẻ về gia đình nhỏ trên trang mạng xã hội. Lần gần nhất khi nói về gia đình, cô đã viết: "Bạn sẽ không tìm được nơi nào khác mà có những người sẵn sàng hy sinh, lo lắng và bảo bọc bạn hơn gia đình. Gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc sống này. Gia đình là nơi che chở nuôi chúng ta khôn lớn, là nơi chứa đựng rất nhiều cảm xúc, tình cảm khác nhau mà ai cũng sẽ trải qua. 3 năm có thể không quá dài trong cả một đời người, nhưng chừng đó thời gian là đủ để thay đổi cuộc sống của một người. Hải Băng của hiện tại đã không còn đứng trên sự vỗ tay ngập tràn của khán giả mỗi lần trên sân khấu, nhưng cô lại sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc an toàn của chồng và sự yêu thương tình cảm của các con.